Alo, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Kiểu Bóng Văn Khánh. Thì hôm qua mình có lên cho anh em tất cả 4 trận đấu. Thì có một trận đấu chưa diễn ra, đó là Sevilla gặp AS Roma ở chung kết Cúp C2. Thì những anh em nào mà có nhu cầu đầu tư mạnh vào trận đấu này thì hãy xem kỹ video của mình, những thông tin mình mang lại cho anh em để anh em tham khảo có hướng đầu tư để có thể mang lại được lợi nhuận cho anh em. Còn ba trận đấu đã diễn ra đó là trận đấu giữa thằng Bình Định gặp Hải Phòng ở V-League, trận Công An Hà Nội gặp Khánh Hòa. Thì mình thực sự là nói là hai trận đấu này thì mình cũng phải không ngờ là thằng Hà Nội nó không thể chập thủng lưới được thằng Khánh Hòa một bàn nào. Và rất nhiều cơ hội, hôm qua có một cơ hội của thằng cu em Văn Hậu thì rất là tiếc, quả đấy mà vào thì sẽ thành siêu phẩm. Thì hai trận đấu này anh em thua tổng cộng là 3 kèo à? Ba kèo. Nhưng mà ở cái video thứ ba mình lên cho anh em đó là một trận đấu ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Thì như mình đã nói với anh em rồi, Galatasaray nếu mà thắng ở trận đấu đó thì nó sẽ lên ngôi vô địch. Và thực tế nó diễn ra đúng như với những gì mình dự đoán, 4-1 FT. Thì những anh em nào mà xem qua video thì mình có lên cho anh em hai kèo rồi đúng không ạ? Hai kèo đó là Galatasaray chấp 0,5 hiệp 1 và Galatasaray chấp 1 ở 1.25 FT. Thì hai kèo này thì ăn chắc chắn rồi. Ngoài ra còn một số anh em nhắn tin cho mình thì có ăn được thêm kèo rung, một kèo rung và một kèo tài cả trận nhá. Thì chung quy lại hôm qua với ngày hôm qua và video thì anh em nào ít thì hòa, còn không thì lãi được chút. Nói chung là cũng không được bao nhiêu cả. Hôm qua thì mình có nói đến hai trận đấu U20 nhưng mà vì thời gian nó quá gấp mình không làm được cho anh em. Thì mình cũng đưa kèo một số anh em thì có đầu tư vào đội tuyển Mỹ, U20 Mỹ và đội tuyển U20 Israel. Hai đội tuyển này đều giành chiến thắng nhá. Còn những anh em nào đầu tư thì đều được kiếm được một hai mã ở trận đấu này. Hai trận đấu này. Rồi, tiếp theo thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em một số trận đấu ở giải U20. Một số trận đấu ở giải U20. Ở vòng này thì sẽ là tứ kết đúng không nhỉ? Thì trận đấu đầu tiên mình sẽ lên cho anh em đó là trận đấu giữa U20 Brazil gặp Tunisia. Có lẽ là anh em biết rồi, Brazil từ cấp độ đội tuyển đến cấp độ trẻ đều mạnh. Phải nói là rất mạnh chứ không phải là mạnh nữa. Ở vòng bảng thì Brazil đá 3 trận, thắng 2, thua 1. Họ thắng được Nigeria, Dominica. Thua Ý nha anh em, thua Ý với tỷ số 2-3. Nói chung trận thua này nó là không may mắn hoặc là có thể là chủ quan của đội tuyển Brazil. Còn với đội tuyển Tunisia thì họ giành chiến thắng được Iraq 3-0, thua Anh 0-1 và thua Uruguay 0-1. Tunisia thì nếu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, vừa rồi anh em có xem ở World Cup thì Tunisia đá rất là cháy đúng không ạ? Rất là hay. Mình nhớ không nhầm thì hình như là Tunisia thắng Pháp nhỉ? Thắng Pháp hay hòa Pháp một đều nhỉ? Đúng không ạ? Cũng không nhớ rõ lắm. Ở trận đấu cuối thì nó giành hình như là Pháp thì phải. Hòa hay sao? Hòa. Thôi, có lẽ cái đó để anh em tự tìm kiếm thông tin. Thì thực sự là Tunisia dạo gần đây thì từ cấp độ đội tuyển trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia đá rất nên chân. Đó là do Tunisia đang hướng tới những cái cầu thủ mà đang ở nước ngoài anh em nhá. Rất nhiều cầu thủ đang đá ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã quay trở lại phục vụ quê hương. Cho nên là Tunisia rất là mạnh. Hiện tại Tunisia rất là mạnh nha anh em. Với phong độ gần đây của hai thằng thì ở trận đấu này thì chắc chắn rồi, Brazil sẽ nằm ở cửa trên và có thể là chấp khá sâu thằng Tunisia nhá.
Về cái thành tích ghi bàn ở vòng loại thì Brazil 3 trận đấu nó ghi được tới 11 bàn. Còn Tunisia nó cũng nói chung là gặp các đối thủ mạnh thì nó không ấy được, nhưng mà gặp thằng Iraq nó cũng ghi được tới 3 bàn. Cũng khá là ok đấy ạ. Cũng khá là ok anh em nhé. Còn ở các cái lượt đấu mà U20 Cup châu lục ở châu Phi thì Tunisia cũng đá khá là, nói chung không phải được tốt lắm đâu anh em ạ. 5-6 trận đấu ở U20 Africa thì ở Cúp châu Phi thì nó thua 3 trận, thắng 2 và hòa 1. Còn với Brazil thì ở U20 Nam Mỹ thì nó giành được đến xem nào, 3-5 chiến thắng, 2 trận hòa. Nó hòa trước Colombia và 2 trận đấu đều hòa trước Colombia anh em nhé. Như vậy là anh em có thể thấy rằng Colombia nó khá là mạnh. Thì trận tiếp theo sau cái trận này, sau cái video này, mình sẽ làm cho anh em về trận đấu giữa Colombia. Và trận đấu này thì mình nghĩ rằng Brazil chắc chắn rồi, sẽ rất tự tin khi gặp Tunisia. Và với đội tuyển Tunisia thì mình cũng nghĩ rằng nó là một đội tuyển U20 khá là mạnh nhá. Để Brazil ăn được sâu, ăn được nhiều bàn thì mình nghĩ ở trận đấu này rất khó cho Brazil. Nếu ở trận đấu này thì mình đang hướng đến là nếu mà cái kèo Brazil nó mà chấp sâu trên hai trái thì mình sẽ đầu tư vào kèo Tunisia nhá. Mình nghĩ rằng ở các vòng tứ kết hay bán kết, các vòng đấu loại trực tiếp thì người ta sẽ không thắng sâu đâu, đá còn để giữ chân. Cho nên là mình cho rằng là cái trận đấu này nó diễn ra với kết quả Brazil thắng thì là chắc, mình chắc đến 99% rồi, nhưng thắng với kết quả bao nhiêu lại là vấn đề. Đội hình ra sân thì mình thấy đây rồi, nhưng mà hiện tại trên cái trang mình đang cho anh em xem này thì nó đang không có nhá. Đội hình ra sân của bên phía U20 Brazil thì khó, mình thấy đây là có Bizzo, Nenado, Savio, Gomes, Santos, Marquinhos, Ander, Zenan, Pedroso và Arthur là thủ môn Michael. Bên phía Tunisia thì chắc là vẫn cầu thủ ấy thôi, mình không thấy được thông tin chấn thương của hai đội tuyển này. Rồi, tiếp theo thì anh em hãy cùng mình đi đến với cái mức kèo mà nhà cái họ đưa ra. Hiện tại thì Brazil đang chấp 2.25, bỏ đủ ăn 94 anh em nhá. Đi Tunisia thì anh em bỏ đủ ăn 90 và tài xỉu 3 hòa. Hiệp 1 chấp 1 hòa, ảo nhỉ, chấp 1 hòa nhưng mà tài 1.25 anh em ạ, ảo thật đấy. Cho nên ở trận đấu này anh em vụt mạnh tay cái kèo 1 tài 1.25 HT cho mình, mạnh tay luôn. Và nếu mà đánh chắc ăn thì trận đấu này mình nghĩ có thể là 2-0 hoặc 3-1. Tunisia nó cũng có khả năng ghi được bàn ấy, đừng đùa. Nhưng mà kèo mình nghĩ là chắc ăn nhất vẫn là đánh tài 1.25. Kèo này cũng có thể là bịp nhá, tại chấp một quả mà tài xỉu có 1.25 thôi. Ăn rất là, ăn thấp nhá, có ăn có 83 thôi. Thì tốt nhất là anh em hãy chờ khi trận đấu nó diễn ra thì xem nó như thế nào thì mới đầu tư. Có thể là cái kèo 3 hòa này anh em có thể đầu tư, nhưng mà nếu đầu tư kèo 3 hòa này thì mình sẽ đi cửa dưới Tunisia nha anh em. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa đưa ra cái kèo như vậy. Ở trận đấu này mình sẽ đưa ra một kèo duy nhất cho anh em, đó là tài hiệp 1.25 nha. Anh em có thể đánh nhẹ tay ở cái kèo này. Còn khi nào mà trận đấu diễn ra, anh em nào có nhu cầu những mã kèo mà để đánh mạnh tay, trận đấu này mình nghĩ là có ít nhất từ 2 bàn trở lên chứ không thể dưới được.
có ít nhất từ 2 bàn. Cho nên là những anh em nào có nhu cầu nhiều mã kèo hơn hãy nhắn tin ngay cho mình qua số Zalo 0777625963 hoặc là cái link Tele mình ghi ở dưới phần mô tả Văn Khánh 2107 đó anh em. Thì anh em sát trận đấu hoặc khi trận đấu bắt đầu diễn ra anh em hãy nhắn tin ngay cho mình. Thì chắc chắn là anh em sẽ có những mã kèo hợp lý hơn và anh em có thể đầu tư cơ hội chiến thắng cao hơn. Ok, vậy là video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả những anh em đã theo dõi những video, những nhận định của mình. Thì những anh em nào chưa like, chưa đăng ký cho mình một like, một đăng ký để mình lấy động lực ra nhiều video hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em chiến thắng ngày hôm nay, chiến thắng đặc biệt là trận đấu chung kết cúp C2 nha anh em. Ok, cảm ơn anh em.